kịch bản U23 Việt Nam tại vòng 1/8 gặp Thái Lan hay Hàn Quốc. U23 Việt Nam đã nắm chắc tấm vé vào vòng 1/8 ASEAN. Trận đấu còn lại với Nhật Bản sẽ xác định đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dưới đây là những kịch bản hấp dẫn U23 Việt Nam có thể rơi vào tại vòng 1/8. Kết quả ở trận cuối cùng gặp Olympic Nhật Bản sẽ xác định thứ hạng của Olympic Việt Nam tại bảng D. Chỉ có hai khả năng xảy ra, đó là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đứng nhất hoặc nhì. Mỗi khả năng đó sẽ đưa ra Việt Nam gặp những đối thủ khác nhau tại vòng 1/8. Trường hợp thứ nhất, khi Olympic Việt Nam xếp nhì bảng D, nếu thua Nhật Bản ở lượt trận cuối, đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng 1/8 là đội nhất bảng E. Tại bảng E, Olympic Malaysia đang dẫn đầu với 6 điểm, tiếp theo là Hàn Quốc 3 điểm, Kyrgyzstan 1 điểm, Bahrain 1 điểm. Với cục diện hiện tại, Malaysia đã nắm chắc ngôi đầu bảng, vậy nên họ sẽ là đối thủ của Việt Nam. Trường hợp thứ hai, khi Olympic Việt Nam xếp đầu bảng D, thắng Nhật Bản ở lượt trận cuối. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp đội đứng thứ 3 tại bảng B, E hoặc F. Tại bảng B, hiện tại Uzbekistan đã chắc chắn đứng đầu. Tấm vé trực tiếp còn lại, cơ hội được chia đều cho cả Thái Lan 2 điểm, Bangladesh 1 điểm và Qatar 1 điểm. Xét về sức mạnh và lực lượng hiện tại, Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn trong số 3 đội. Tuy nhiên, trận cuối họ gặp Uzbekistan nên việc giành chiến thắng không phải là điều dễ dàng. Để có được vé đi tiếp ở vị trí thứ 2, Thái Lan buộc phải thắng Uzbekistan. Khi đó, đối thủ của Việt Nam sẽ là Bangladesh hoặc Qatar. Nếu đủ điều kiện là 1 trên 4 đội, xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, nếu đội bóng xứ chùa vàng hòa hoặc thua Uzbekistan, đồng thời cặp đấu còn lại giữa Bangladesh và Qatar có đội thắng, khi đó Olympic Thái Lan sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 và họ chính thức là đối thủ của Olympic Việt Nam tại vòng 1/8 nếu đủ điều kiện trên. Nếu như đội thứ 3 tại bảng B không đủ điều kiện để lựa chọn, đội xếp thứ 3 tại bảng E sẽ là đối thủ của Olympic Việt Nam. Từ cục diện xếp hạng bảng E hiện tại, về lý thuyết thì Hàn Quốc cũng có thể rơi xuống vị trí thứ 3. Tuy nhiên, trận cuối Hàn Quốc chỉ gặp đội cửa dưới là Kyrgyzstan nên họ gần như không thể bị đẩy xuống vị trí thứ 3. Tương tự với cặp đấu còn lại, Bahrain cũng bị đánh giá thấp hơn Malaysia nên họ gần như không thể có cơ hội giành vé trực tiếp. Như vậy, đối thủ của Olympic Việt Nam khả năng lớn sẽ là Kyrgyzstan hoặc Bahrain nếu đủ điều kiện. Trong trường hợp đội đứng thứ 3 tại bảng B và E đều không đủ điều kiện để lựa chọn, đội xếp thứ 3 của bảng F sẽ là đối thủ của Olympic Việt Nam. Nhìn vào cục diện bảng đấu, về lý thuyết thì đội nào cũng có thể rơi xuống vị trí thứ 3. Tuy nhiên, khả năng Iran và Ả Rập Xê Út bị tụt hạng gần như không thể bởi so với sức mạnh của họ thực sự vượt trội so với những đối thủ còn lại. Khi đó, đối thủ của Olympic Việt Nam sẽ là Myanmar hoặc Triều Tiên. Nhật Bản sử dụng thủ môn mang hai dòng máu để đối phó với Việt Nam. Do lựa chọn số 1 trong khung gỗ bị chấn thương nặng, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ phải sử dụng ngôi sao người Nhật Bản gốc Nigeria để thi đấu với Olympic Việt Nam. Sau khi Kojima Ryosuke bị rách bắp chân phải trong chiến thắng 4-0 trước Olympic Pakistan, huấn luyện viên Harime Morirasu có thể sẽ phải sử dụng Obin Powell Obina ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Việt Nam. Obina có bố là người Nigeria và mẹ là người Nhật Bản. Chính thủ môn này đã được tung vào sân thay thế cho Ryosuke ở phút thứ 77 của trận đấu gặp Pakistan. Obina đã hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới cho Nhật Bản và đang đứng trước cơ hội được bắt chính ở trận đấu tiếp theo. Trả lời phỏng vấn sau buổi tập ngày 17 tháng 8, Obin Powell Obina chia sẻ: "Tôi đã có kinh nghiệm trong những lần ra sân thi đấu trước. Hiện tại, tâm lý của tôi rất tốt và sẵn sàng cho trận đấu với Olympic Việt Nam. Nếu được ra sân, tôi sẽ thi đấu thật bình tĩnh và quyết tâm giữ sạch mạng lưới để mang lại chiến thắng cho đội bóng." Obina đã phải chờ đợi gần 3 tháng để được thi đấu cho Nhật Bản. Lần gần nhất thủ thành 20 tuổi được ra sân là vào tháng 5 năm 2018. Anh được đưa vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Rui Yamaguchi bị dính thẻ đỏ trong trận đấu với U21 Bồ Đào Nha thuộc giải Tourland Tournament. Vì cả Nhật Bản lẫn Olympic Việt Nam đều đã sớm giành vé đi tiếp nên trận đấu cuối cùng sẽ chỉ mang ý nghĩa tìm ra đội dẫn đầu bảng D. Đối thủ ở vòng tiếp theo của học trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ là Malaysia, đội bóng bất ngờ quật ngã Hàn Quốc với tỷ số 1-2. Sau chiến thắng hủy diệt trước U23 Bahrain, tưởng chừng U23 Hàn Quốc đã nắm chắc trong tay chiếc vé đầu bảng khi đối thủ của họ chỉ là U23 Malaysia. Nhưng có ai ngờ đâu, ngay phút thứ 5 của trận đấu, Malaysia đã có bàn thắng cực kỳ bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Còn nhớ trận đấu trước, U23 Hàn Quốc cực kỳ dễ dàng xuyên thủng hàng thủ của các cầu thủ U23 Bahrain và kết thúc trận đấu với trận thắng 6-0 cực kỳ dễ dàng. Dẫu vậy, trận đấu ấy cũng làm lộ ra điểm yếu nơi hàng thủ của đội bóng vốn là khắc tinh của U23 Việt Nam, dẫu chơi nét vế hơn nhiều, nhưng các cầu thủ U23 Bahrain
có không ít cơ hội tiếp cận khung thành U23 Hàn Quốc. Chỉ tiếc là những pha kết thúc cuối cùng đều không thể thành công, điều mà đội bóng Trung Đông không thể làm được. U23 Malaysia đã làm được từ khá sớm và dễ dàng bởi tiền đạo số 11 Rasim Muhammad Safawi. Tưởng chừng ấy chỉ là một tai nạn nhỏ trên đường chinh phục chức vô địch ASEAN năm 2018 của Song Heung-min. Dù cho cầu thủ đang chơi cho Tottenham này vẫn chưa được tung vào sân ngay từ đầu, nhưng hóa ra nó bắt đầu trong một bi kịch. Phút bù giờ thứ nhất của hiệp đấu đầu tiên, trong khi các cầu thủ Hàn Quốc liên tiếp hành hạ thủ môn của đội bóng Đông Nam Á với tỷ lệ cầm bóng lên đến hơn 70%, thì với lối đá phòng ngự có phần xấu xí, nhưng những học trò của huấn luyện viên Aung Kim Sui không chỉ giữ vững được mạng lưới mà còn ghi thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt, cũng từ pha kết thúc đẳng cấp của Rasim Muhammad Safawi. Trước hàng thủ chơi lan xả và cực kỳ tỉnh táo của U23 Malaysia, suốt hiệp thi đấu đầu tiên, U23 Hàn Quốc dù nắm trong tay chân sút Hwang Yu-yo ghi hat-trick ở trận đấu trước, thậm chí còn không tung được bất cứ cú sút trúng đích nào về phía khung thành của thủ môn Muhammad Hajid. Càng đá, U23 Hàn Quốc càng nôn nóng và rối loạn. Dù cho ngôi sao sáng nhất Song Hyung-min được tung vào sân ở phút thứ 57, nhưng tất cả những gì các cầu thủ Hàn Quốc làm được chỉ là một cú sút trúng đích. Trước khi Hwang Woo-yo ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 88, chưa đủ để cứu họ thoát khỏi một trận cầu thảm họa. Thua trận đau đớn trước đội bóng Đông Nam Á, U23 Hàn Quốc mất quyền tự quyết ngôi đầu bảng ở lượt trận đấu cuối. Chỉ cần U23 Malaysia vượt qua được Bahrain ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng, thì kịch bản U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở vòng 1/8 coi như chính thức phá sản. Thất bại này của U23 Hàn Quốc đem lại niềm vui lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi rốt cuộc họ không còn phải quá lo lắng cho trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Nhật Bản. Nếu U23 Malaysia hoàn thành nhiệm vụ chiếm ngôi đầu bảng, thì dẫu có thua U23 Nhật Bản, đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ là một đội bóng dưới tầm. Cổ động viên Malaysia hả hê, cổ động viên Hàn Quốc khóc ròng sau địa chấn ở ASEAN 18. Cả nước Malaysia đang tê người vì sung sướng sau khi đội tuyển Olympic nước này thắng sốc Hàn Quốc 2-1. Trong khi đó, cổ động viên của xứ sở kim chi như chết lặng. Mới đây, đội tuyển Olympic Malaysia đã tạo lên cơn địa chấn ở ASEAN 18 khi thắng sốc Olympic Hàn Quốc với tỷ số 2-1 để chính thức vượt qua vòng bảng, cũng như đẩy siêu sao Song Hyung-min và các đồng đội vào tình thế khó khăn. Kết quả bất ngờ đó đã đang tạo ra những cung bậc cảm xúc khác biệt đến tận cùng của cổ động viên hai đội. Trên Twitter, dưới đây là những phản ứng tiêu biểu. Wow, Malaysia đã thắng Hàn Quốc. Lần cuối cùng chúng ta giành chiến thắng trước đối thủ này là từ tận năm 1980. Xin chúc mừng những chú hổ Malaysia. Đất nước Malaysia đang hưởng niềm vui không thể tả nổi. Đã từ rất lâu rồi, chúng tôi mới đánh bại được Hàn Quốc. Lịch sử đã được viết lên. Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ. Vòng loại Olympic 1980, Hàn Quốc từng thua chúng tôi 1-2. Đến Asian Games năm 2018, họ tiếp tục thất bại trước Malaysia với tỷ số tương tự. Đây sẽ là một di sản mới cho một kỷ nguyên mới của bóng đá Malaysia. Malaysia sẽ đối đầu với Bahrain ở lượt trận cuối bảng mà không phải chịu áp lực nào. Trong khi đó, Song Hyung-min và đội tuyển Hàn Quốc sẽ cần phải thắng Kyrgyzstan để nuôi tham vọng đi tiếp. Một tài khoản khác chia sẻ, Song Hyung-min và Hàn Quốc đã có thất bại mối mặt với tỷ số 2-1 trước Malaysia ở ASEAN. Một cú sốc lớn cho tham vọng được miễn nghĩa vụ quân sự của Song Hyung-min khi Olympic Hàn Quốc thua Malaysia 1-2 ở vòng bảng ASEAN. Họ hiện đang đứng thứ 2 ở bảng đấu của mình. Tôi dám cá là Song Hyung-min sẽ đá chính ở trận đấu kế tiếp. Thêm vào đó, một tài khoản khác chia sẻ, trong trường hợp xấu nhất là Olympic Hàn Quốc không thể lên ngôi ở ASEAN, Song Hyung-min chỉ còn cơ hội nữa là Asian Games năm 2019. Anh ấy buộc phải thắng giải đấu đó nếu còn muốn được miễn nghĩa vụ quân sự. Olympic Hàn Quốc đã đánh giá quá thấp Malaysia khi giữ cả thủ môn từng bắt ở World Cup và tiền đạo đang chơi cho Tottenham trên băng ghế dự bị. Họ chỉ tung Song Hyung-min vào sân trong hiệp 2 khi đã bị dẫn 0-2. Tóm lại, Song Hyung-min sẽ buộc phải đi nghĩa vụ quân sự 2 năm nếu không thể giành được huy chương vàng ASEAN. Làm tốt lắm, Malaysia! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.